Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý anh chị ngày 27 tháng 10 năm 2023. Thì hôm nay em tiếp tục đăng bán lô xứ hạt giống Thái nha quý anh chị. Quý anh chị mình chọn lựa được cây nào vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Hiện tại bên em ship cây không chậu nha, và bên người mua trả tiền ship giúp em ha. Thì bên em có giao hàng toàn quốc nha. Với đơn hàng 200 ngàn thì em cũng gửi cho quý anh chị mình có thuốc kích rễ. Tỷ lệ thì quý anh chị pha mình cho em là 1 gram cho 2 đến 3 lít nước mình tưới trực tiếp cho bộ rác nha quý anh chị. Rồi đó quý chị có thể pha được 20 đến 30 lít nữa ha. Rồi bắt đầu cây số 1 nha. Cây số 1 là cây lem nhem, sai bông to, rộ bông. Cây này cũ cũng đẹp, to, phân tàn tốt luôn. Thì quý chị lưu ý giùm em nha. Đối với những cây nó trổ bông như vậy thì khi gửi về quý chị cây nó sẽ bị rụng bông ha. Rồi quý chị trồng lại. Quý chị lọc bỏ những cái cùi của cái bông này, quý chị trồng lại thì tới Tết nó sẽ kẹp đó nha quý chị. Rồi cây số 1 này là giá 70. Cây số 1 cho 70 nha. Quý chị trồng lại mình để trong máy một lần xong rồi quý chị mới đem ra nha. Cây số 2, cây hoa rất là đẹp ha. Hoa rất là chuẩn luôn, khuôn hoa tròn quay. Họng đỏ, nền trắng, viền đỏ tím rất là đẹp luôn. Cây này hôm qua có một cây nè quý chị. Rất là đẹp luôn ha. Bộ lá cũng đẹp luôn, bộ lá y như cây cái dòng DHA luôn quý chị, nó cong cong rất là dễ cưng ha. Rồi cây này số 2 này giá 70, quá đẹp, màu sắc rất là sạch sẽ ha. Mai mốt em cũng kiếm một cây nào nó to hơn này chút xíu để làm chơi luôn. Cây này phải nói rất là đẹp. Lúc trước nó có nhưng mà nó chấm chấm nha quý chị, còn cái đợt này là nó bung thẳng ha, rất là đẹp luôn. Rồi cây số 2 70. Cây số 3 là cây hoa màu đỏ cũng rất là đẹp, cỏ hộp trắng, sai bông to. Cỏ này rất là đậm nha quý chị, cỏ rất là đậm luôn, hoa bung căng, cây phân tàn khỏi chê, củ to. Đối với những cây nó có những cái rễ như vậy thì quý chị mình phải tỉa rễ ha. Bên em giao là đối với những cây như vậy thì em sẽ nhổ ra nha quý chị. Chỉ có những cây nhỏ như vậy thì em sẽ đóng nguyên bầu đất cho quý chị nha. Những cây nhỏ như vậy em sẽ đóng nguyên bầu đất cho quý chị, quý chị sang ra. Còn đối với những cây lớn thì bắt buộc phải nhổ nha, tại vì bên dưới đây nó rất là nhiều tạp chất dưới đây, với lại nó rịp sáp ha, cho nên quý chị phải cho em nhổ lên nha, nên giao cho quý chị. Rồi cây số 3 này là giá 70. Cây số 4 trắng đẹp mê ly luôn, sai bông rất là to, cổ rộ bông, nuôi bông rất là tốt nha, nuôi bông rất là tốt và không có chuyển màu, nó màu trắng ha, màu trắng có điểm những cái dấu chấm màu vàng, những cái đầu màu vàng rất là đẹp ha, nhìn rất là sang. Hoa bung căng tròn quay như cái hoa rau muống ha, rất là đẹp, trắng tinh. Cây này phân tàn 4 nhánh nha quý chị, củ xanh bóng rất là đẹp luôn. Rồi cây số 4 này là giá 100 nha quý chị, hoa rất là đẹp. Cây này quý chị nuôi lớn trổ khỏi chơi ha. Số 5 cây cũng trắng tinh, không chuyển màu nha. Này là trổ dạng dúng nè quý chị, bông này mới trổ nhìn rất là mê nha, không chuyển màu nha quý chị. Hoa quý chị thấy không, cây này nuôi lớn thôi nó trổ một cái là ghiền ha, màu trắng quý chị trồng nó nhìn nó rất là sang ha, tinh khía. Rồi cây số 5 này là giá 100, rất đẹp nha. Cây này bộ lá cũng rất đẹp, phân tàn được 4-5 nhánh nha, hoa rất là to, cánh hoa dày, bung căng, rất là đẹp nha. Rồi cây số 5 giá 100 luôn. Số 6, cây số 6 là cây hoa cũng rất là đẹp, cây này 70 ngàn nha quý chị. Cây này nền trắng, lem tím đỏ, viền cái dạng đỏ mà đỏ pha tím quý chị, cho nên nhìn cái hoa rất là ngọt nha, sai bông rất là to, sai bông rất là to nha. Cây này phân tàn rất là tốt. Quý chị đừng có sợ những cái rụng lá như vậy nha. Thậm chí cây sứ quý chị trồng một thời gian quý chị cũng nên lặt lá cho em, để giúp cho những cái nhánh này nó già đi ha. Chứ quý chị để lá nhiều quá là nó sẽ che những cái nhánh đây không có già được ha, và nó sẽ nhiều khi nó bị đóng riêu nữa. Còn quý chị phải một năm ít nhất quý chị phải xả tàn hoặc lặt lá một lần cho em. Rồi cây số 6 này là giá 70 nha, số 6 cho 70. Cây sứ là chuyện rụng lá là chuyện mỗi năm là nó phải rụng lá một lần nha quý chị, cho nên quý chị yên tâm ha. Mà những cái nụ này nó
quý anh chị trồng xuống thì nó sẽ bung những cái cơ độc mới, thì quý anh chị dễ quản lý hơn nha. Cây nào cũng vậy quý anh chị, khi vừa đọt vừa bung thì rễ nó cũng vừa ra ha, cho nên nó mới mạnh được. Rồi cái cây số 6 này thì giá 70 nha quý chị. Cây số 7. Cây số 7 là cây dòng đại mỹ nhân, hoa rất là đẹp ha. Đỏ thì đỏ rực rỡ luôn, nền trắng. Trổ rộ bông. Cây này thì nó củ cũng to. Cây này hồi đó nó có cái thẹo ngay chỗ này lành rồi nha quý chị. Rồi cây số 7 này giá 100. Quý anh chị nào thích dòng đại mỹ nhân thì chọn cây này ha. Về chơi mini ha, trồng cũng lớn, rất là mau lớn nha. Cây số 7. Cây số 7 này giá 100. Cây số 8. Cây số 8 là cây lứa sau. Lứa sau nhưng mà bông thì rất là to nha, to như cái chén luôn. Đỏ ba lớp. Đỏ ba lớp ha. Này đỏ pha hồng nha quý chị. Ba lớp ở ngoài nó có cái viền đen ha. Lúc mới trổ nó có cái viền đen nữa nè. Rồi cây này cũng tương đối nha, phân tàn được 3 nhánh. Cây số 8 này là giá 70 nha. Cây số 9 là cây hoa đẹp đẹp luôn nha. Rất là đẹp. Cánh hoa dày, hoa bung căng. Tím, hồng, trắng, sai bông trung bình lớn nha, sai bông trung bình lớn. Bông này chơi khỏi chơi nha. Cánh hoa rất là dày. Bung căng. Cây phân tàn cũng 4 nhánh rất là đẹp luôn. Cây này lứa sau cũ thì cỡ cầm tay em thôi. Cây số 9 này giá 200 ngàn. Quý anh chị nào mà mua được cây này thì quý anh chị dưỡng sau này rất giá trị ha. Rất có giá trị. Quý anh chị trồng sung lên, quý anh chị làm tàn thêm một cây nữa là nó ra 4 này này thì nó thành 8 ha. Là nữa nó trổ bông rất là đẹp luôn. Để em coi nó thơm không nha. Thơm quý chị. Cây này thơm nha. Đến lần nữa coi. Đúng rồi, thơm cái mùi rất là dễ chịu luôn. Rồi cây số số 9 này giá 200 ngàn, hoa rất là đẹp. Cây này không cần thơm chơi cũng ngon luôn. Thơm thì càng tốt. Rồi cây số 9 nó giá 200. Cây số 10. Cây số 10 là cũng là cây dòng giống của đại mỹ nhân. Cái này trắng đỏ nó 5 năm nha quý chị. Cây này bộ lá rất là tốt, rất đẹp ha. Bộ lá nó cũng cong cong rất là đẹp luôn nè, giống như cây lá sắn nè. Rồi cây số 10 này là giá 70 nha. Nó hơi nhỏ nha quý chị. Cây này nó lứa sau. Nó lứa sau nha. Lứa sau mà củ cũng rất là hoành tráng. Quý chị thấy đại mỹ nhân ha. Mọi lúc mọi nơi chỗ nào nó cũng có nụ hết nè. Rồi cây số 10. 70. Cây số 11 là cây hoa rất là đẹp luôn. Cam cam sọc hồng. Cam cam sọc hồng hai lớp. Trổ bung căng. Cái hoa nó trổ rất là đẹp nha quý chị. Nền cam cam sọc hồng. Trổ rất là căng luôn. Cây số 11 này giá 100 nha. 11 giá 100 nha. 11 giá 100. Cây lứa sau nhưng mà cũ cỡ cầm tay em á ha. Cây phân tàn 3 nhánh rất là đẹp. Cây này chùm nụ đông à. Chùm nụ này là quý chị nuôi nửa lớn là rất là nhiều nha, mười mấy luôn á. Hoa buông căng, cánh hoa dày, nền cam sọc hồng rất là đẹp ha. Số 11 này giá 100. Cây số 12 là một cái cây vàng, vàng này cũng đậm. Mà cái vàng này là cũng một cái thể loại vàng khác nữa nè quý chị. Vàng chính giữa nó có cái sọc trắng nha. Vàng chính giữa có sọc trắng. Còn những cây mấy cây kia hôm qua bán cho quý chị là những cái cây đó là vàng full vàng ha. Full vàng hoặc full vàng chanh thôi. Còn cái này nó vàng nó đậm hơn nhưng mà chính giữa có sọc trắng nha. Đó, đây cũng là một thể loại nữa nè. Rồi cây này cũng mau lớn nha quý chị. Cây số 12 này giá 150. Cái này vàng thì vàng với trắng thì thấy cái màu vàng nó đậm hơn nha. Tại cái máy em quay màu vàng nó hơi lệch hơn ở bên ngoài chút xíu. Cánh hoa rất là dày luôn. Rồi cây số 12 này giá 150 ha. 12 giá 150. Cây số 13. Cây số 13 là cây siêu đẹp luôn nè quý chị. Đỏ đô. Đỏ đô ha. Đỏ 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 đô mà họng thì họng tím. Họng tím tím mung luôn, rất là đẹp. Sai bông trung bình thôi. Cây này quý anh chị nuôi lớn khỏi chơi. Bộ lá cũng cực kỳ đẹp luôn nha. Lá viền tím mà lá rất là nhuyễn ha. Cây này cũng to quý anh chị. Cây số 13 này là giá 100. 13 giá 100 nha. Mấy cây này quý anh chị nuôi lớn rất là đẹp nha. Màu đỏ đô rất là đẹp luôn. Màu đỏ đô hồng tím. Giá 100 ngàn nha quý anh chị. Tàn tựa đồ rất là đẹp luôn nè. Cây này em có làm tàn một nữa luôn nữa nè. 13 giá 100. Hoa rất đẹp ha. Cây này cũng thơm nữa quý chị. Làm như cái mùa này cái bông sứ nó thơm nó nhiều quá quý chị. Còn có mùa thì nó không có thơm nha.
Cây số 13 này giá 100 nha, cũng thơm luôn ha. Thơm nhẹ thôi, thơm mà rất là dễ chịu. 14 thoảng thoảng nha. À, cái vàng này là nó vàng chanh nhưng mà nó là vàng full nha quý chị. Vậy thế ha. Cây này thì cái lớp trong nó trổ chưa có chuẩn lắm ha, nhiều quý anh chị nuôi lại. À, cây số 14 này là giá 100 nha. Cụ rất là đẹp, cụ rất là đẹp. Hoa thì nó lớp trong này thì nó cái cánh nó xếp chưa có ngay dữ nè. Màu vàng này là cũng ok nha. Cây này là nó trổ nói chung là khoảng 2 ngày quý anh chị. Cây này là màu vàng này cũng ok nè. Rồi, cây số 14 này giá 100 thôi nha, tại nó chưa có chuẩn. 15. Cây 15 là cây hoa cũng rất là đẹp luôn. Cây này đẹp khỏi chê. Cánh rất là dày luôn, một bên nền hồng sọc đỏ nha quý chị, nền hồng sọc đỏ rất là đẹp ha. Hai lớp chùm nụ thì tầm mười mấy luôn. Cây này phân tàn 4-5 nhánh, củ này thì nuôi mau lớn luôn. 15 này giá 100 nha quý chị, để em thử cái bông này coi thơm không nha. Không thơm, không có thơm nha. Rồi, cây số 15 này giá 100, hoa này đẹp khỏi chê luôn. Sọc đồ rất là chuẩn ha. Cánh thì dày, rất là đẹp luôn. 15 này là giá 100. Cây 16 cũng là một cây nền hồng lem đỏ nha, nhưng mà nó không có nét như cái cây này. Các chị thấy nè, hai cây khác nhau ha. Nó cũng kiểu nó nhưng mà nó khác. Cái này nó lem, nó không có nét bằng ha. Cánh cũng dày, sao bông to rất là to nha các chị. Cây phân tàn cũng rất là tốt, củ to. Rồi, cây số 16 này là giá 70, 16 giá 70 nha. Tiếp tục là cây số 17. Cây số 17 này là cái bông khỏi chê luôn, tại nó lúc trước là nó trổ rất là nhiều đợt rồi nha. Nhưng mà cái bông hôm nay thì nó cũng cũng đẹp nhưng mà không đẹp bằng mấy cái bông đợt trước quý chị. Dạng nó là gân tím nha, gân tím rất là đẹp luôn. Gân tím chính giữa có sọc hồng và sao bông rất là to ha. Sao bông rất là to. Nào quý chị, thường quý chị thấy những cái thể loại này cái bông nó nhỏ nhưng mà cái này bông rất là to ha, rất là đẹp. Cái bộ lá này quý chị thấy rất là đẹp ha. Cây này cũng to luôn. Đúng ra cây này là hồi đó em để lại em chơi nè. Em có làm tàn, có làm dấu luôn nha. Nhưng mà lúc mà trồng lại thì đem ra vườn mới nay. Bữa hỏi em thấy nó rất là đẹp luôn. Rồi, cây này giá 200 nha quý chị. Cây này quý anh chị mua là không có lỗ lã gì hết luôn. Bảo đảm quý chị mua trúng được cây này là rất là lợi luôn á. Màu tím này không phải dễ kiếm nha. Quý anh chị có chơi cái cây chim én á. Cái này nó đẹp hơn nữa nha quý chị, nhưng mà nó một lớp luôn. Còn chim én thì nó hai lớp nha. Rồi, cây số 17 này là giá 200.000. 18. Cây 18 này là cây nền vàng, cũng lem hồng nha quý chị. Rồi, cây này 70 nha. 70. Cây này nhìn cũng lạ mắt ha. Nền vàng lem hồng. 70. Cây này bộ lá đẹp, phân tàn cũng tốt luôn. Cây số 18 này là giá 70 nha. 19. 19 là cây dòng sao Noel. Cây này thì hồng trắng nha quý anh chị. Hồng trắng rất là đẹp nha. Sao Noel thì quý anh chị nuôi màu hồng trắng đỏ, đỏ trắng, đỏ tím gì cũng đẹp hết. Nếu mà dòng sao Noel này là quý anh chị nuôi bông nó kiểu gì cũng đẹp nha quý anh chị. Màu rất là sáng ha. Và đặc biệt nó giữ màu rất là tốt. Nhìn cái bông xứ lúc nào cũng đẹp nè quý anh chị thấy không? Những cái bông nó rất là cũ luôn rồi nè. Thì cái màu nó cũng rất là dễ cưng nè. Bên đây thì nó mới hơn nè. Rồi, cây phân tàn cũng rất là tốt. Cũ tướng chân dài nha. Cây số 19 này là giá 150, 19 giá 150 ha. Đó, quý chị nuôi lớn đi rồi viền luôn, cũ to. Sao Noel là cái giống nó là phải nói là cái giống là nó đẹp từ cũ cho tới tới bông luôn nha quý chị. Cây số 19 giá 150 ha. 20. 20 là cây trắng cũng rất là đẹp, cũ đẹp nha quý chị. Cái cũ nó quý chị thấy y như một cái nải chuối ha. Rất là đẹp luôn. Quý anh chị cái này mấy anh chị đôn lần lên lần lần là cái cây này rất là đẹp nha. Cây này tàn tựa ok. Tàn tựa như kim tự tháp luôn nha. Bộ lá cũng đẹp luôn, bóng mượt. Bông cũng đẹp luôn. Trắng nhưng mà này trắng nền gân. Rất là đẹp ha. Rồi, cây số 20 này là giá 100, 20 giá 100 nha. Cây này thuộc dạng là siêu to rồi. Siêu to nha.
củ rất là to đẹp mà củ muối nữa. Cây này quý anh chị nào mà về tỉa rễ nữa thì thôi, cây này rất là đẹp nha. Cây số 20, cây số 20 này giá 100. Rồi 21 nha, 21 là cây màu đỏ viền tím dòng sao Noel luôn, mấy chị thấy không, đỏ tím thì nhìn cũng rất là đẹp. Đây nhìn rất là chuẩn ha. Đây cây này trổ 3-4 ngày rồi nè quý chị, đỏ tím rất đẹp, cây này tàn cực ok. Quý chị lưu ý giùm em nha, thì đối với những cây em xả tàn như vậy, cái nhánh nó bè ra vậy, khi em đóng thùng có những cái nhánh nó bị, nhiều khi nó bị gãy, thì quý chị cũng thông cảm giùm em nha. Tại thường những cái cây như vậy á, cái cây như vậy quý chị đóng không bao giờ mà nó gãy nhánh, ít có gãy nhánh lắm nha. Còn những cái cây mà em xả tàn á, thì cái nhánh nó bung ra như vậy nè, cái khi bóp lại có thể nó bị gãy sơ sơ á, thì quý chị thông cảm giúp em nha. Cái đó không có ảnh hưởng gì quý chị, đối với cây sứ này là không có ảnh hưởng gì hết luôn. Cây 21 này thì củ siêu to, củ rất là to ha, mấy cây này là phải nhổ ra nha quý chị. Rồi cây 21 này là giá 200 ngàn. Nói chung là cái thể loại này không còn được mấy cây, quý anh chị nào chưa có thì nên sưu tầm một cây về để mình chơi ha. Nó vừa già mà vừa đẹp, củ vừa đẹp luôn. Bông thì nó không có nhiều lắm nha quý anh chị, bông thì chùm nụ nó sẵn 6-7 nụ thôi. Rồi cây số 21 là giá 200. Rồi cuối cùng là cây số 22 nha. 22 cây hoa cũng rất là đẹp, này là đỏ trắng ha, đỏ trắng nó khác một chút, này đỏ trắng ha, nhưng mà cái cây này thì cái củ nó không có đỏ lắm, tàn tựa thì nó cũng được thôi. Cây số 22 này bông đẹp, nhưng mà cái bông đẹp, củ già củ to, nhưng mà hiện tại nó lồi lên thì nhìn nó không có đỏ lắm ha. Cây này 150 ngàn nha quý chị, 150 ngàn ha. Rồi hôm nay em có 22 cây, quý anh chị chọn lựa được cây nào vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522, cũng là số kết Zalo luôn nha quý chị. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt quý anh chị nha.